Vâng, hello anh em nha. Đó, theo lời yêu cầu anh em lên sóng chi tiết cho anh em mình mẫu xe Honda i30 nhập Hàn Quốc. Đó, đời đăng ký lăn bánh năm 2011, mẫu xe 2010, hồ sơ cầm tay về bấm cho biển số mới. Quay đây nói xe chạy mới 80.000 hơn, có nhìn em nói là xe chạy 12 năm, làm gì chạy 80.000, nếu mà 12 năm thì 1 năm làm gì chạy không đến 10.000. Đó, 1 năm làm gì chạy 9.000, ví dụ vậy đi, 1 năm 9.000 cây thì tương đương với 1 tháng không lẽ mình chạy không tính 1.000 cây. Thì nhiều anh em nói em nói xạo, thì em không cần giải thích với anh em mình, em sẽ lên sóng chi tiết chiếc xe này để anh em mình cộng đồng mạng đó, để những anh em fan của em và những anh em không thích em lên bình luận nha, lên kiểm tra kiểm chứng nha. Em sẽ quay tổng thể chiếc xe cho anh em mình xem về chiếc xe này đẹp hay xấu. Em không nói đẹp xấu, em chỉ nói một từ, chiếc xe này là xe cọp, ok chưa? Rồi sẽ lên sóng chi tiết cho anh em mình về những cái nội dung yêu cầu trên để cho anh em mình cảm nhận với em nha. Form dáng xe này thì anh em thấy rồi đó. Về nút sơn thì khỏi phải chê. Về cụm đèn anh em nhìn nè. Thứ nhất là nhìn cụm đèn, thứ hai là anh em nhìn cái đường liền của cabo. Ok chưa? Thứ ba anh em nhìn mặt ga lăng cản, ga lăng xi. Ok cho anh em. Cản dưới, ok chưa? Quá mới đúng không? Cụm đèn quá trời sắc nét luôn, cụm đèn bi đó, giống như đèn Fortuner nữa, sáng là luôn. Đèn sương mù dưới nè, anh em nhìn nè. Đó, anh em nhìn cái dàn mâm rin đó nè. Cái mâm này là mâm rin luôn nè anh chị, mâm rin chưa sơn ngày xưa tới giờ nha. Thắng ABS, anh em nhìn con heo dầu là biết nè, heo dầu mới ghê chưa? Heo dầu này được chạy từ 2011 cho chạy 12 năm. 12 năm anh em nhìn heo dầu nè ha. Anh em nhìn con Civic qua đây đi, con Civic này hắn bình thường. Đây Civic đây, Civic 2012 luôn. 2012 mà anh em nhìn heo dầu Civic nè. Đó. Con heo dầu cái màu nó ngã ra màu xám. Đây là Civic này em đang bán 350 triệu, đời 2012 đây. Một chủ từ đầu luôn, 350 triệu nguyên zin chạy 100.000. Đó, xe này anh em nhìn cái con heo dầu nó chưa ra ten luôn, con heo dầu còn 7 màu luôn. Anh em thấy không? Đó, quay cho anh em nhìn heo dầu, nhìn cái hắn đĩa nè. Cái này để lâu mình không chạy á anh em. Là nó bị ra màu và xám xám do để lâu á. Khi mình chùi nó sẽ ra cái này. Nhưng mà khi mình chạy khoảng một vòng tour nó sẽ bay cái màu đó ra nè, nó bay màu ra sáng là không? Anh em nhìn cái độ dày của cái đĩa nè. Anh em thấy độ dày của đĩa chưa? Cái đĩa chưa bị mài mòn, chưa bị ăn bám vào. Ok chưa? Cái vỏ thì vỏ đã hay rồi, vỏ này thì rất là dày ha. Anh em nhìn rất là chi tiết nè, cụm đèn xi nhan gương đó nè. Đó, anh em nhìn cái gòn nóc đó nè. Đó. Ok chưa? Anh em nhìn cái cửa nóc rin nó luôn nè, chưa có chế một keo hay là chưa có chấm keo cái gì hết. Cái gòn kiến cũng rin hết cả xe luôn nè, kiến zin luôn. Ok chưa anh em nha. Rồi anh em nhìn những cái đường chi tiết đó nè. Cái cửa nè. Cái cửa dày nấu cho anh em hiểu, những cái cửa xe anh em mình khi kiểm tra chiếc xe taxi hay xe dịch vụ hay xe gia đình, anh em mở cái cửa bên tài ra biết liền. Tại vì cái cửa tài lúc nào cái cửa tài cũng mở nhiều nhất. Nhưng nếu mà cửa tài anh em mình mở ra nó cứ ngắt là chuyện bình thường nha. Còn mấy cái cửa này mà lóng le chứng tỏ là xe chạy dịch vụ hay chạy taxi. Còn anh em mình nhìn cái cửa này mình không nói, mình chỉ nói cửa tài thôi nè, mà anh em nhìn cửa tài nó mở ra nó cứng nè. Anh em mở tới đâu là đứng tới đó. À, anh em không? Anh em mở tới đâu là nó đứng tới đó, không? Đó. Ok chưa? Đó, ok chưa? Đóng lại nè, thậm chí đóng lại nó cũng không đi luôn nè, thấy không? Nó cứng ngắc hả? Có nhiều anh em mình lên thử chiếc xe thấy cửa cứng ngắc nó, trời. Xe này cửa bị hư, cửa bị liệt, nhưng mà không phải đâu. Chiếc xe mới nó y chang vậy đó. Thì tại sao xe cũ giống như xe mới? Tại vì nó đi ít, ok chưa? Đó, hôm nay mình lý giải cho anh em mình hiểu. Đó, cái cửa đóng nghe nè. Nghe cái phịch đá không nè. Đó, quá ok. Tem bọng nè. Con ốc cái chỗ cái cửa nè, ốc ấu cửa nè, em nhìn nè. Chưa mở luôn ha. Bát cửa màu mè, 7 màu còn luôn nè. Mấy con ốc đây nè, mới tinh hết. Xe không có dính một miếng đất đỏ luôn, kêu chỉ làm gì ở trong ở ngoài còn riêng hết luôn nè anh chị không? Những cái nút bấm nè. Đó, cái nút bấm up down nè, auto down nè, là nghĩa là cái cửa mở tự động ha. Lóc cửa nè. Đó, gương kính chỉnh điện gặp gương nè. Còn hiển thị gõ băng luôn. Đó. Da zin nè, da zin bệnh tơn nè, vân sần tiếp ly nè. Đó. Bữa mình chỉ quay sơ sơ thôi, mình nói xe chạy mới 80 mấy ngàn, không cái cửa mở nghĩa SS luôn không. Đó, anh em muốn hết SS thì mình sẽ chích một miếng mỡ bò vô đây ha. Một miếng mỡ bò vô đó, một miếng mỡ bò vô đây, một miếng mỡ bò vô đây, thì ba cái trụ đó thì nó sẽ không kêu SS nữa. Còn cái độ gích của chiếc xe, cái cửa là lúc nào nó cũng gích, chứng tỏ xe mình mở cửa rất là ít ha. Đó, như vậy có chứng tỏ được là xe chạy 80.000 hơn chưa anh em? Anh em chưa đồng ý thì em sẽ lên thêm cái nữa, củ số green, mặt máy củ số nè, anh em nhìn nè, nó mới cỡ này nè, nút bấm báo nguy nè, nút bấm auto off nè, không, nút bấm sấy nè, sấy này sấy kiến hay gì đó, đồng hồ hiển thị là led auto nè, đó, ở đây có một cái hộc để đồ, đó, anh em để vô, đó, nhập anh chị nha, động cơ máy chỉ có 1.6 thôi, nhập Hàn Quốc, 2010 đăng ký 2011, 285 cành, màn hình cam hành trình ở trên nè ha, ok chưa, những cái nút trần nó mở nè, nó rất là mới nè, cái nút mở cửa sổ trời nè, anh em thấy ok chưa, mới không, quá mới chưa, trần nỉ rin nè, ok chưa. Rồi xong, cái đó là chưa mới đúng không? Cái này là sẽ mới hơn nè. Nút bấm vô lăng nè. Thấy không?
vô lăng quá đã luôn, 83.000. Không, những cái nút bấm ở đây nè anh em nhìn nè, thấy đã chưa? Bằng hờ túp luôn nữa nè. Nhiều anh em mình không hiểu, anh em mình cứ lên nói em nói deal. Nói deal làm cái gì anh em? Mình bán ở đây em bán xe không phải vì đồng tiền. Em bán xe ở đây vì cái là cái gì? Vì cái uy tín của em, vì cái thương hiệu của em. Không phải em bán một chiếc rồi em nghĩ em hàng trăm chiếc hơn mà đâu phải có một chiếc đâu. Năm sau mà nếu mà em tình hình năm nay em bán em lỗ ít, năm sau em sẽ làm hơn 100 xe nữa, có thể là 200 xe hơn hoặc là 300 xe ha anh em ha. Tại vì bãi xe em rất là rộng đó. Anh em nhìn cái hàng cái bách cửa trong đó, em nhìn mới không, cái keo chỉ cửa nó nè. Keo chỉ nách cửa nè anh em không? Bông điện zin nè không? Đó, quay cho anh em mình để anh em mình đánh giá, chứ nhiều khi mình quay có nhiều anh em không biết, anh em nói trời ơi, Thịnh này nó xạo. Xạo cái gì? Sao anh em được gì mình bán chiếc xe, ví dụ chiếc xe lời 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu nó đâu có giá đáng gì mà với cái uy tín và với cái lời nói của mình anh em ha. Không? Uy tín mình Bến Tre gây dựng đến ngày hôm nay đâu phải là mới có 1.000 bữa đâu. Mình làm xe này từ lúc mà xe máy ô tô giờ mình làm mười mấy năm rồi chứ phải mấy ngàn bữa đâu, ai mà nói dốc láo làm cái gì. Gần ghế rất là mịn anh chị, ghế da xịn ngồi rất là mịn nha, nó mịn tay lắm anh chị nha. Rất là mịn nha, mịn dữ lắm mịn. Cái sàn anh em nhìn sàn Mỹ nó là đẹp không? Cái sàn Mỹ bàn đạp chân mình đạp thắng nè. Chứng tỏ chạy 80.000 ok chưa? Bàn đạp chân mình đạp thắng anh em. Đó. Đây ra. Hồi nãy em bấm ngay chỗ cái nút lock mà không mở. Tí xíu nó giật ra sức ngón tay. Đó, cái cửa sau này không? Anh em thấy cửa sau không? Đó, đã không? Còn cái dính trắng trắng này là do chở mấy đứa em gái 17 tuổi á, kem á dựa vô đó, nó dính dơ ha. Chứ mà tay mình đeo hồi lùi đút vô thì nó đâu có dính được gì. Cái này thì tí xíu cho nhân viên mình nó tẩy lại. Đó, nghe cười ép ép đã chưa? Không một miếng mỡ bò luôn. Ha, ngon ghê chưa? Chưa chích mỡ bò luôn ha. Đó. Có ghế tì tay nè, đã chưa anh em? Đã chưa? Túp lô túp ly cực kỳ đẹp và cực kỳ chất lượng luôn, ok chưa? Trần zin mới tinh luôn anh em nha. Học xe cua ở phía sau rất là rộng nè, cái học hầm phía sau rất là rộng, tại vì nó là xe hatchback á, nên nó rất là rộng. Anh em nhìn lòng dè mái dè nó zin nè, keo chỉnh zin cái này nè. Đó. Hy vọng qua clip này cái anh nào mà nói chiếc xe em nói em á là em nói điêu, nói em là thằng Thịnh nói xạo. Hy vọng cái anh khách này thấy được clip này rồi anh khách này tự nhủ với lòng, tại sao mình đi nói như vậy kỳ quá trời. Hy vọng là anh cái anh mấy anh nói đó sẽ thấy cái clip này ha. Ốc cabo chưa giấu mở zin cả xe nè anh chị thấy không, ok chưa? Đây ha, phía sau rất là rộng rãi đây, dỡ cái này lên anh em nha. Cái này dỡ làm sao ta? Đây đó anh em nhìn, học ở trong nó là zin nè, keo chỉ zin đó nè, riêng hết nguyên xe, đồ chơi đồ nghề cái gì cũng tùm lum ở trong riêng hết, rất là rộng. Ở đây anh em chở hai người đây nữa, nằm ở đây ngủ ở đây cũng được, rộng quá trời. Anh em nhìn bon điện cái bát cửa mở cấp sau đó nè, nó riêng cỡ này mà cái đèn nó chưa có mít gì mà gọi là nhăn hay là bị răng luôn á chị. Đúng cái chủ này đi rất là kỹ nha, hàng này hàng hiếm lắm chị nha. Nói chung xe thì bên mình bán đủ loại hết, xe xấu cũng có bán, xe đẹp mình cũng có bán, xe lướt mình cũng có bán, xe cỏ mình cũng có bán, xe riêng mình cũng có bán, xe lỗi mình cũng có bán, xe taxi mình cũng có bán. Nhưng quan trọng cái cách bán hàng của em Thịnh Bến Tre là muốn gom tất cả những cái dòng xe để anh em qua lựa chọn chỗ dễ tùy theo người tiêu dùng. Mình không phải bán chuyên xe lướt mà mình không phải bán chuyên xe cỏ, mình bán đủ dòng không, từ tiền 100, 80, 90, 200, 300, 400, 500, 600, 700 bán láng hết luôn. Cái nào có lời là bán, đừng vi phạm pháp luật làm hết đó. Báo bên em mình luôn ha, anh em qua đây đường nào cũng phải mua một chiếc xe đi về, tại vì quá nhiều xe đi anh chị ha. Chi nhánh số 1 em là bây giờ hơn 70 xe, chi nhánh số 2 quận 7 cũng khoảng 30 xe rồi, hơn 100 đầu xe rồi. Anh em qua lựa thoải mái nha, rất là nhiều xe anh em nhìn nè, quá đẹp luôn nè ha. Bon điện riêng hết là mấy ốc nè, Hyundai nè không, này không, ốc cabo chưa mở luôn nè anh em không, keo chỉ 100%. Xe này anh em qua mà nếu mà phát hiện xe này có bị lỗi em sẽ tặng chiếc xe này cho anh em làm quà đi Tết nha. Đó, anh em cứ qua xem đi ha, không một lỗi nhỏ anh chị nha. Hyundai ha, cái nỉ cách nhiệt còn riêng luôn nè, cái này lâu ngày nó bị gắt chỗ này do lâu ngày quá phải chịu rồi. Còn những cái xe anh em đừng ham là hai cái nỉ cách nhiệt mới hoặc là lột ra rồi, thì những cái xe đó đã trải qua một quá trình và nó xấu đi người ta mới bỏ thay mới hoặc người ta bỏ luôn. Đây những cái tem chỗ này còn riêng tới giờ luôn nè, không bị rách mà vẫn còn riêng, keo chỉ phục, keo chỉ sexy nữa nè anh em không, cái gòn keo chỉ nó riêng, bon điện riêng nè anh chị không, nè bon điện riêng ghê chưa nè, keo chỉ nè, keo chỉ má nó không, bình cắt nước, bình giải nhiệt mát nó nè, nó mới nè. Cái xe này cái máy còn green nữa mà, còn nói gì nữa, trời ơi cái máy anh em nhìn ơi, anh em ơi cái máy mới nó lạnh thôi chứ có ốc đầu này xét là bình thường anh em 10 năm hơn phải xét rồi, mà nó mới anh em nhìn cái độ bảy màu của nó anh em nhìn nè không, nó mới cỡ này nè không, quá đã, quá xuất sắc à.
Cái này là cái gì ta? À cái này là bát bình, cái bát để cái bình dưới này mà nhân viên mình nó không có lắp vô nè. Tí xíu mình sẽ cho xử lý lắp vô anh em ha. Đó. Quá êm luôn anh chị nha. Cabo nút sơn rin mới toanh. Rồi bây giờ em sẽ vô tiến hành nổ cái máy cho anh em mình nghe. Nãy giờ nhìn thấy chiếc xe ngon mà cái máy thấy gớm cũng như không. Rồi, nổ máy cho anh em mình nghe luôn, chăm nghe không bằng lời nói. Không, mà khi mà nói rồi anh em phải qua đây kiểm chứng nó mới chất lượng nha. Nhiều khi nói nó không phải vậy đâu. Tại vì mỗi người có mỗi cách nói khác nhau, có người nói đeo, có người nói xạo, có người nói thật. Nhưng mà ở trên thị trường bán ô tô nói thật thì 100 người chắc nói thật thì có 3-4 người thôi. Những người nói thật là những người đã thành công và những người đã có tiền. Còn những người mà nói gạt, nói láo là những người chưa thành công và chưa có tiền nhiều và mới ra làm nghề, đành phải là hy sinh cái lời nói đi gạt người ta mới có tiền để làm vốn làm ăn ha. Còn những người nói chuẩn không nói điêu là những người đã làm ăn lâu năm, có kinh nghiệm, có uy tín, có thương hiệu rồi, là chả ai mà muốn nói dốc nói láo đâu ha. Anh em yên chí nha. Thắng Evios mới toanh luôn rồi nè. Anh em qua lựa đi, lái thử chạy thử với em Thịnh nha. Một chiếc xe cực kỳ chất lượng, bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu, cái máy bảo hành cho anh em mình chạy nửa năm, ok chưa? Anh em qua tham khảo lái thử đi nha. Để anh em mình 285 hồ sơ cầm tay bấm ra biển số mới. Cảm ơn anh em mình nhiều. Anh em nào thấy hay, thấy thích, thấy mến em, đăng ký kênh của em trên YouTube và fanpage Thịnh Ô Tô Cũ Bến Tre. Đấy, anh em nào mà chưa đăng ký vui lòng bấm nút đăng ký ha. Anh em mua gọi cho số nhân viên của em qua số 0866 6789 71 gặp Nhân hoặc 0834 333 3371 gặp Cường. Anh em có giới thiệu em bán để lấy hoa hồng, giới thiệu em mua xe để lấy hoa hồng, anh em liên hệ cho số chính của em là 0564 717171. Anh em lưu ý liên hệ đúng đầu số giúp em nha. Em cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp anh em ở clip sau nha anh em ơi.